chào mừng các bạn đến với một buổi tập mới, một video mới. Hôm nay là buổi tập thứ 2 của mình sau khi từ ngày hồi phục từ Covid và không có bọn mình tập ngực. Hôm nay như lịch trình thì anh em mình quay trở lại với lịch deadlift dành cho các bạn. Nhưng mà mình có nói với các bạn ở trong cái video gọi là tập luyện hậu Covid ấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tập khá là nhẹ nhàng và mình muốn tất cả các bài tập các bạn đều dừng ở cái mức khoảng tầm RR3, RR4, nghĩa là mình sẽ sử dụng khoảng tầm 80% cái mức tạ mà mình thường tập bình thường á. Nên rất là dễ dàng. Và đầu tiên chúng ta đều có một phần khởi động, đi bộ rồi tập những bài cơ bản. Và hôm nay mình sẽ không nói nhiều quá về cái structural program của ngày hôm nay mà mình sẽ để ở video này cho các bạn. Để các bạn có thể quay lại đấy, mình nói khá kỹ là về cái chương trình đấy. Còn hôm nay thì mình sẽ nói nhiều hơn về kỹ thuật một chút. Như hôm nay thì bọn mình sẽ tập với quay trở lại với block pull, cũng phải khởi động một chút. Ok, trong cái buổi tập ngày hôm nay ấy, rất là may khi mà mình quay trở lại với tập block pull. Một là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng đây là một cái cơ hội mình cho các bạn thấy luôn là với đặc biệt bản thân mình này và Hùng này là hai người hoàn toàn có cấu tạo cơ thể hoàn toàn khác nhau. Các bạn có thể thấy là cái chân của mình nó sẽ dài hơn phần thân trên, và với Hùng thì hai phần đấy nó sẽ gọi là bằng nhau hơn, đều nhau hơn. Vậy mỗi người chúng ta ấy, nó sẽ có cấu trúc cơ thể nó khác nhau, và không phải bài deadlift này hoặc tất cả các bài khác mọi người đều tập cùng một form và cùng một cái gọi là expectation là các bạn sẽ tập đúng form. Chẳng hạn như khi mà các bạn thấy là mình tập gọi là mức maximum ấy, là mức tạ nó khoảng tầm 170 đúng không, với mình tập x8 và các bạn thường thấy mình hay bị bắn mông, thì đấy cái lý do là một phần khi cái cấu trúc cơ thể mình chân nó dài, đôi khi mình xuất phát với cái vị thế là vẫn đúng gọi là sách giáo khoa đấy, nhưng khi mình muốn nâng nó lên thì tự động cơ thể của chúng ta rất là thông minh, nó sẽ đưa mình về cái vị thế là nó sẽ hơi nhấc mông lên phía trước. Thực ra không có sao hết, đấy là chỉ là cơ thể nó quay trở về cái vị thế mà nó vững nhất, nó tốt nhất. Và thậm chí khi mà các bạn thấy á, là khi mình tập với cái block pull này, tuy rằng ấy ở đến mức này nó chỉ khoảng tầm vài phân thôi, nhưng nó đưa về cho đây là cái vị thế mà cơ thể mình sẽ không bị nhấc mông đó, nó sẽ hơi khác một chút. Đây là một cái cách mà chúng ta có thể gọi là sửa theo cái cấu trúc của chúng ta. Và chị, các bạn có thể thấy là khi Hùng tập á, cái chân của Hùng nó sẽ khác hoàn toàn chân của mình. Khi mà cái cấu tạo của mình nó, mình có thể hoàn toàn để hai chân song song, nhưng mà Hùng sẽ để hẹp hơn và sẽ đúng được cái cấu trúc mà cảm thấy Hùng vững nhất, quan trọng nhất, đấy là phù hợp với cơ thể của các bạn. Và kể cả khi mà tuy rằng bản thân mình khi mà deadlift từ mặt đất ấy sẽ không được form perfect hoàn toàn 100%, nhưng đấy là cái lý do mà mình chọn để mình test xem cái gọi là sức mạnh cơ thể của mình như thế nào, thì mình sẽ có một cái giá nó phải trả như thế. Còn ví dụ ấy, nếu mọi người tập muốn tập nặng mà kiểu như muốn an toàn tuyệt đối 100% ấy, thì mọi người họ có thể hoàn toàn nâng lên để tập block pull như này, không có sao hết. Còn vì khi mà mình hơi chấp nhận để mình có thể tập đúng cái bài deadlift và mình test xem mức tạ mình sức mạnh của mình bao nhiêu ạ, thì một chút không hoàn hảo hóa của cái động tác không có sao hết, miễn là khi các bạn giữ được cái lưng thẳng và tất cả khi mà thanh ba này nó nằm ở cái phần gọi là khung xương bả vai của chúng ta ấy, thì đấy là hoàn toàn ok, 100% không sao. Mọi hôm thì mình tập 178, thì hôm nay chắc là mình chỉ tập 140 thôi, nhẹ nhàng tầm 80% thôi, quay trở lại không có gì nặng nề cả. Easy. Hop. Đẹp. Hop. Sumo. Hop. Thank you.
Nice. Đẹp. Chúng ta chỉ có một cần một hiệp thôi. Và cái này thì nói chung là mình cũng sẽ biết tâm lý của các bạn khi mà lâu ngày các bạn không tập và các bạn rất là tức khi mà quay trở lại tập, phải tập những mức tạ nhẹ. Nhưng thực ra hai cứ suy nghĩ đây là những cái tuần gọi là khởi động dành cho các bạn. Khởi động để làm gì? Khởi động một phần nó không chỉ là giúp cho cơ thể của các bạn quay trở lại với cái buổi tập luyện, mà nó cũng sẽ giúp cho các bạn là lấy được cái sự tự tin khi mà quay trở lại phòng tập. Tại vì cơ bản ấy, khi mà các bạn cố gắng quay trở lại tập với mức tạ cũ, nếu sau khi các bạn ốm thì cam đoan rằng lúc đấy các bạn sẽ không tập được như mức cũ đâu. Và lúc đấy các bạn chỉ cảm thấy gọi là thất vọng về bản thân. Xong rồi các bạn sẽ nghĩ là thôi chắc là tại vì hôm nay mình mệt, không sao cố tiếp. Và đôi khi á, tuần hôm sau các bạn lại không có độ tự tin đấy để có thể thực hiện được nhiều hơn so với cái tuần đầu tiên. Mặc dù kể cả cơ thể cũng khỏe hơn. Nó sẽ là một cái nhân tố rất là tiêu cực khi mà các bạn cố gắng muốn về cái mức tạ cũ nhanh quá. Nhưng bản thân mình chẳng hạn như tuần này mình có thể tập với mức là 140, hoàn thành được 10 cái. Xong tuần chúng ta quay về 150, 10 cái nhẹ nhàng. Rồi tương tự đấy, cứ 160 hoặc thậm chí là các bạn chỉ cần tăng 5 cân cũng được. Nhưng với bản thân mình thì ok, tại vì đợt trước mình có cái niềm tự tin là 170x8 rồi. Nên là sau cái khi kỳ mà mình bị Covid như thế thì 140 vẫn có thể lên 150, 160. Và cuối cùng maybe mình sẽ quay trở lại với 170 khoảng tầm 3-4 tuần nữa. Nên là xây dựng lại cái độ tự tin dần dần. Rồi lúc đấy thì khi mà chúng ta có được cái độ tự tin đấy, đồng thời là thời gian cơ thể của chúng ta nghỉ thích hợp nữa, cái mức tạ đấy nó sẽ quay lại với các bạn, và thậm chí các bạn càng có nhiều tự tin hơn. Mình cũng đã từng mắc sai lầm đấy rồi, nên đừng mắc sai lầm giống mình. Tiếp theo của chúng ta tập với đùi sau. Mọi hôm là chúng ta sẽ tập với sit leg curl, nhưng mà cái máy leg curl nó hỏng rồi nên play hamstring curls. Đầu tiên ấy, mình muốn các bạn chú ý đến cách setup. Và ở đây hamstring curls thì chúng ta sẽ có ít yếu tố mà chúng ta phải quan tâm hơn so với là sit leg curls. Ở đây thì chúng ta đã có một cái sẵn, có cả cái đệm nằm của chúng ta. Thế cái mình còn cần các bạn quan tâm tới ấy, đấy là các bạn setup làm sao cho cái khớp đầu gối của bạn ngang với cái trục của cái máy. Nó có một cái gọi là cái tâm chuyển động của cái máy, thì cái khớp của chúng ta nên gióng thẳng với cái tâm này, với cái độ kéo dài của cái máy này. Thì mình sẽ có hai cái yếu tố nữa, đấy là mình cần các bạn quan tâm, đấy là cái độ giãn gọi là đi hết đường của cái máy. Ví dụ như nếu mà mình để gọi là cao trên đây này, các bạn sẽ không đi hết được range of motion của nó và không căng được hẳn cái chân để có thể lấy được cái áp lực vào khoảng này được range mà chúng ta muốn. Vậy nên mình sẽ để nó xuống thấp nhất. Đây là tùy xem mỗi người nó sẽ có khoảng range of motion giống nhau. Ví dụ nếu các bạn không flexible quá thì có thể để ở khoảng mức 2-3. Còn nếu flexible hết sức và cấu tạo có thể cho phép thì ok, có thể xuống sâu nhất. Rồi, cái mà mình sẽ gọi là quan tâm nhất đấy là cái gọi là cái độ dài hay ngắn của chân của các bạn. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Và mình thì mình thường để ở dưới cái phần bắp chuối của mình, ở dưới một chút. Đó, để làm sao mình cảm thấy là nó không bị đè quá nhiều vào bắp chuối, và nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác tự tin và cũng như là cái cảm giác lên lúc lên nhất. Thường thì mình để một nấc so với là cái nấc gọi là gần nhất. Nên đấy có những yếu tố mà chúng ta cần phải setup để làm sao chúng ta biết được là cái máy này nó nên cảm nhận như nào. Ok, vẫn là 2 hiệp top set, back up set 8-12, top set với back up set 12-15. Cái bài này ấy, mình muốn các bạn chú ý ấy, cái này có thể rất là ít bạn mắc phải nhưng mình vẫn nói để làm sao các bạn có thể tránh ấy. Đấy là khi các bạn nằm ấy, mình muốn là cái chân của các bạn, ba cái khớp này, từ khớp hông này đến khớp đầu gối này và cổ chân này, thẳng một đường thẳng. Và tại chính vì cái cấu tạo của cái máy nó sẽ luôn luôn là đi thẳng một đường 90 độ lên với các bạn, nên cái đường đi của chân khi mà cả ba khớp này thẳng với nhau ấy và song song với cái đường lực của máy ấy, nó sẽ đem lại cho các bạn gọi là cái áp lực tối ưu nhất và tránh chấn thương nhất. Có những bạn gọi là sẽ là hơi chĩa chân ra ngoài hoặc là chĩa chân vào trong, nhưng cái đấy nó sẽ hơi khác đi so với cái đường lực của cái máy. Và mình không bảo là nó sẽ không giúp các bạn gọi là tập được, vẫn có thể có áp lực nhưng nó sẽ đem lại nhiều rủi ro hơn. Đó, đây là đến một cái tip nhá. Rồi, đến với bài tiếp theo của chúng ta. Vì buổi hôm nay của chúng ta ấy, nó sẽ là tập cả một dải cơ đằng sau của cơ thể của chúng ta, từ cơ lưng đến cơ đùi sau. Như mọi người vừa thấy, sau khi deadlift thì chúng ta vừa tập về đùi sau, và bây giờ thì hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu nhiều hơn vào nhóm cơ lưng trên. Còn hôm trước chúng ta đã có một buổi show mà mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn ấy, tập trung vào show. Còn hôm nay thì chính vì mình tập trung vào nhóm cơ lưng trên nên bài tiếp theo của chúng ta ấy là tiba row, hoặc là tập với lưng trên. Và với bài tập này nhá, sau các nhóm cơ tập với lưng trên ấy, mình thì mình thích máy cái tiba row hơn, tại vì một phần là nó có cái phần đỉnh này, nhưng mà với nhiều bạn á sẽ cảm thấy là nó hơi khó thở. Ban đầu thì bao giờ mình muốn các bạn chọn một mức tạ vừa phải thôi, không cần quá nặng, để các bạn có thể gọi là brace, có thể gồng để đè vào cái này. Khi các bạn đè vào được cái này, các bạn sẽ có cái yếu tố là người các bạn sẽ không phải, lưng dưới không phải giữ, giống như khi các bạn tập với barbell row ví dụ như vậy. Có một cái chú ý ấy, mình muốn các bạn chú ý, tại vì khi mà mình tập nhóm cơ lưng trên, mình sẽ muốn cầm cái khoảng cách của tay nó rộng hơn một chút. Và chính vì cái khoảng cách của tay nó rộng nên đường đi của cùi chỏ của chúng ta cũng phải đi với cánh tay. Có một cái tips mà mình muốn hướng dẫn các bạn ấy, khi các bạn cầm cái lòng bàn tay của bạn, ví dụ nếu mà mình cầm ngang như này
bao giờ mình cũng muốn cái cánh tay của mình nó song song với cái nắm cầm của mình đó. Nên là khi mà mình cầm với tầm khoảng rộng như này thì bao giờ cũng thế, vui trò mình khi mình lên ấy, mình sẽ muốn đi ra ngoài chứ không phải là mình phải đi như này nhá. Đi như này là sai. Đi ra ngoài, pause lên. Cái bài này thì chúng ta sẽ có hai hiệp. Sau khi hiệp khởi động này của bọn mình thì bọn mình sẽ có tập set và bài học, nhưng mà những thời gian mà quay trở lại tập luyện, nhớ cái tip xung trước mình bảo với các bạn không? Dành một chút thời gian nghỉ thêm không sao hết. Mặc dù là mình bình thường mình tập với Hùng toàn kiểu chơi hardcore đi không thèm nghỉ thôi, nhảy phát vào tập luôn, nhưng mà thôi bây giờ mình vừa mới bị xong nên cứ lấy thời gian nghỉ thêm một chút không sao hết. Viết lại những cái gì các bạn vừa làm trong hiệp vừa rồi và có thể tích nốt là để hôm sau mà các bạn có thể có cái tự tin để quay trở lại với những bước tạ cũ. Không sao nhá, cứ nghỉ thêm 1-2 phút không muốn chết ai cả, không cần vội. Để tấn công vào nhóm cơ bắp và phát triển những nhóm cơ bắp của chúng ta nên chúng ta nên tối ưu hóa cái mức kiểm soát. Kiểm soát là sao? Mình muốn các bạn khi kéo á, các bạn không cần phải kéo đến mức mẹ giật quá là nhanh, áp dụng lực vừa phải. Để khi lên ở đây mình muốn các bạn pause ở đây một chút, gồng cái cơ lên trên lên một chút, cảm nhận cho dù nó chỉ là khoảng tầm nửa giây, nhưng còn tốt hơn rất là nhiều khi mà các bạn chỉ lên bùm một phát theo cái quán bính, không trả về ngay lập tức mà không có sự gọi là giữ lại và kiểm soát. Thế như vậy tất cả số rep của các bạn vô nghĩa, mức tạ nặng ở đây đâu vô nghĩa. Mình muốn giới thiệu lại cái bài này. Đây là bài thứ tư của chúng ta. Bài thứ tư này đấy là điên rồi cái bro. Thương người nhá. Có phải là mọi người thường hay ngồi như này, mọi người kéo như này đúng không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại với các bạn, mặc dù mình đã giới thiệu từ video trước rồi. Đây là cái cách tập mà mình sẽ hơi ngồi ra tít ra đây và mình sẽ tập với một cái tư thế gọi là tư thế quỳ. Cái tay nào mình kéo thì mình sẽ cái chân đấy quỳ, quỳ mắt đúng rồi, chân đấy quỳ. Và tại vì sao lại như vậy? Vì ở đây ấy, khi các bạn thấy mình hạ, nhớ nhá, đặt một tấm đệm ở đây, quỳ đau chân lắm. Tại vì sao mình lại tập như thế này thay vì là mình ngồi? Một, ở đây khi mà mình tì cái hông của mình vào đây, đây mình có một điểm tựa, mình sẽ không phải gồng bụng quá nhiều hay là gồng lưng, cơ lưng dưới của mình quá nhiều để có thể giữ người mình fix. Đây là một cái yếu tố rất là tốt khi các bạn tập lưng và các bạn không muốn là đấy, khi mà tập các bạn bị vào nhóm cơ khác hoặc là cái vị trí của cơ bắp nó bị di chuyển đó. Và với cái bài tập này khi mà mình tập cái lợi thế ở đây ấy, đây là mình sẽ được kéo xuống nhá. Tại vì bao giờ cái chuyển động của cơ sô của mình sẽ là sẽ kéo xuống. Các bạn tưởng tượng là giống như kiểu không phải các bạn kéo về như này đâu, mà mình muốn nghĩ đến cái chuyển động là kéo vòng cung xuống như này này, thì như vậy nó sẽ tập trung vào được nhiều phần cơ sô nhất. Và khi mình tập mình sẽ muốn các bạn kiểu hơi gồng và gồng cái bụng lại, hạ cái lông ngực xuống, gồng cái bụng một chút, kéo thì bao giờ cơ sô nó sẽ vào được nhất. Và không nhất thiết phải kéo tít về đây đâu, các bạn sẽ kéo đến một tầm khi cùi chỏ của bạn gần như là chạm vào cái phần xương sườn ấy. Đấy là cái điểm maximum nhất mà cơ thể có thể đi được, và cũng không thể trả tiếp như này. Đi đến mức mà cái cánh tay của bạn nó hình thành với cơ thể của bạn góc một góc khoảng tầm 120 độ. Đấy là mức maximum rồi. Đây các bạn có thể thấy được là khi mà đây, Hùng sẽ mặc áo và lỗ. Các bạn có thể nhìn thấy chuyển động cơ rõ hơn của Hùng. Nào đi sát vào nào. Với bài này mình sẽ muốn tập trung vào cái phần gọi là co nhất của cơ. Mình muốn Hùng đi vào và cảm nhận giữ một giây khi mà cơ co nhất, rồi chậm chậm trả về. Và khi chúng ta trả ấy, vẫn dùng cơ sô để trả, đừng chỉ là trả không. Với bài tập này ấy, đây là bài tập mà chúng ta sẽ tập trung vào phần mà cơ co nhất đó. Đấy là khi mà các bạn đấy Hùng kéo về đây, đây là mức nhóm cơ lúc mà cơ co nhất là ở trong đây, chúng ta tập trung nhiều áp lực nhất, pause ở đây nhất. Và chúng ta sẽ tập trung vào cái khoảng gọi là giãn của cơ ở bài tập sau. Còn với bài này mình sẽ muốn đấy các bạn kiểm soát hết mức bằng cùi chỏ, dùng cùi chỏ để là cái lực vừa là kéo mà vừa là kìm hãm cái lực của tạ kéo bạn về đó. Mỗi rep lặp lại như vậy 12 rep thôi, rất là cháy. Bài tiếp theo của chúng ta ấy, và sau khi xong về cái bài lúc nãy chúng ta tập vào nhóm cơ xô và khoảng co nhất của cơ xô, thì bây giờ chúng ta sẽ tập về nhóm cơ là cái khoảng giãn nhất của cơ xô. Và đấy là chúng ta khi mà mình các bạn duỗi đến mức này, mình muốn các bạn pause lại tầm 2 giây
đúng không này, các bạn duỗi này, duỗi này, pause, 1, 2, xuống, đó. Và tại vì sao các bạn thấy là mình phải giữ như này, tại vì đây là một bài tập mà bọn mình chế. Bọn mình sẽ phải sử dụng một cái ghế và với mức tạ khi mà nó nặng tương đương với cơ thể của bạn hoặc nặng hơn cơ thể của bạn rồi ấy, các bạn sẽ bị kéo lên. Và tại vì nó không có cái điểm tựa, giống như cái máy gọi là lap pull down machine ấy. Thì đây là cái cách mà bọn mình có thể giúp hỗ trợ lẫn nhau khi mà chúng bọn mình tập. Vẫn có 2 hiệp, hiệp đầu chúng ta sẽ chết tầm 8 đến 12 cái và hiệp 2 sẽ là 12 đến 15 cái. Mình rất muốn nhấn mạnh với các bạn, đấy là các bạn nên nghỉ nhiều hơn. Vì thực sự là kể cả những cái bài tập, những nhóm cơ mà hôm đầu các bạn chẳng hạn, cơ ngực nó có thể gọi là dễ thở hơn. Nhưng mà đến với những nhóm cơ lưng mà các bạn tập gần chết hoặc là chết, kể cả nhóm cơ chân nữa, là hai nhóm cơ mà cái nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Vậy nên cứ cho nó thời gian để làm sao nó có thời gian quay về nhịp tim gọi là bình thường để chúng ta có thể tập nhịp hiệp tiếp theo. Bây giờ mình nói thì mình cũng cảm thấy khó thở rồi. Đây là một cái thanh mà mình có thể gọi là cố định được cái độ rộng ấy, và mình sẽ không bị gọi là sợ trượt chiếc các kiểu ấy. Đợt trước thì mình có làm một video mà mình gọi là tự chế với những đồ tập ở phòng rồi. Nhưng mà với cái cách tập này ấy, nó sẽ rất là khó để chúng ta giúp, kiểu ví dụ như bản thân mình nếu mà tự tập ở đây, các bạn có kéo đi ngang sang nữa nó vẫn ở nguyên một chỗ. Nhưng mà ví dụ nếu các bạn tự chế và các bạn phải hơi quấn vào cái thanh lap pull down không được ấy, hay có một người bạn tập cùng để có thể giúp hỗ trợ các bạn giữ được cái khoảng cách đấy, và cũng như là giúp các bạn có thể ngồi cố định giống như lúc này mình cho các bạn xem là mình hỗ trợ Hùng như thế nào ấy. Khi muốn tập đến khi muốn tập đến level cao hơn ấy, bao giờ có một người bạn tập các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Với bài tiếp theo của chúng ta ấy, sau khi mà chúng ta đã xong lưng trên này, xô này, bây giờ chúng ta sẽ tập với cầu vai. Và với bài tập cầu vai này các bạn có thể thấy là bọn mình sẽ tập cable. Và thay vì bọn mình tập với shrug bình thường với dumbbell ấy, thì bọn mình sẽ dùng cable để làm sao mình, tại vì cái chuyển động ở đây mình sẽ muốn Hùng là shrug chéo về sau lên đó và pause ở trên này 2 giây nhá, xong trả về đó. Tập với cable như thế này nó sẽ giúp cho các bạn gọi là có cái chiều mà đi đúng với cấu tạo của phần trap nhiều hơn, thay vì so với là dumbbell khi mà chúng ta chỉ đi lên thẳng như thế này được đó. Và thứ hai nữa là khi mà tập cable mình sẽ có chuyển động đi vào giúp cho cơ cái cầu vai của Hùng này nó được gọi là co nhất có thể đó. Vậy nên cũng hoàn toàn có thể áp dụng nhá. Với bài này thì mình sẽ tập với nhiều reps range hơn, đây là hiệp đầu là chết trong 10 đến 14 cái và hiệp 2 sẽ chết trong 15 đến 20 cái. Nên chọn mức tạ vừa phải. Và mình vẫn đang khởi động thôi nhưng mà Hùng tập hardcore quá. Buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta chỉ một bài tay thôi, với 3 hiệp từ 8 đến 12 reps. Và với bài này thì chúng ta sẽ tập vào khoảng giãn của cơ tay. Đấy là mình sẽ tập với cả hai cái bộ. Ở đây thì mình sẽ cố gắng này giữ cái cùi chỏ ở mình đằng sau này và cố gắng đi cả hai tay cùng lên này. Mình sẽ muốn là khi bạn xuống ở dưới này, pause ở đây trên mình khoảng tầm 1 giây đến 2 giây, 1 nhịp đến 2 nhịp. Lên lại, để trả về chậm chậm. Mình sẽ không muốn là lên quá như thế này. Mình sẽ muốn giữ cái cùi chỏ lúc nào cũng ở đằng sau mình. Lên, trả về chậm 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 này. Duỗi hết tay cánh tay ra nhá, đừng dừng lại ở đây xong đi lên. Duỗi hết, pause, đi lên. Lặp lại như vậy cho anh mình 8 đến 12 reps ở mỗi hiệp. Thank you.
Ok, để kết thúc cái buổi tập gọi là đằng sau lưng của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có mông, lưng, lưng trên, lưng dưới, xô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc với bắp chuối, cũng là một nhóm cơ đằng sau mà. Và với bài bắp chuối này của mình ấy, thì thực ra là mình sẽ tập assisted calf raise. Và thực ra với rất nhiều bạn mình thấy tập bài tập này rất là nhanh, các bạn có tập và các bạn sử dụng rất là nhiều tạ. Và mà trong khi đó các bạn thực sự không cần thiết. Với bài tập này của mình ấy, mình sẽ có hai hiệp top set là từ 8 đến 12, một hiệp là 12 đến 15. À không, một hiệp 15 đến 20. Nhưng ấy, mình muốn các bạn chú ý là cái cách tập của bài này, khi mà các bạn tập ấy, hãy tập thật là chậm với cái tempo khoảng tầm 3-1-3-1. Có nghĩa là khi kể cả các bạn đi lên, đi xuống thật là chậm. Và mình muốn các bạn ở dưới cùng và trên cùng của chuyển động này, pause cho mình 1 giây. Đó, và đi chậm lên thôi. Không cần phải nhanh, không cần phải nặng. Với nhóm cơ này các bạn càng kiểm soát, các bạn, mình đảm bảo các bạn là chỉ cần sau 8 đến 12 rep mà các bạn tập chậm, thật kiểm soát thì nó rất là cháy. Và các bạn cứ tăng dần với từng tí tạ thôi. Thực sự là với bài này mình mỗi lần mình tăng chắc được 2,5 cân, đôi khi mình cảm thấy chưa rút rồi. Và đặc biệt những bài này mình cũng cần những cái hiệp khởi động, chẳng hạn như hiệp đầu lúc nãy. Với mình, bản thân mình lâu lắm rồi mình không tập lại bài này, thì với hôm nay những cái top set của mình chỉ cần 10 cân như thế này là ok rồi. Sau đến sau khoảng tầm back off set thì khoảng tầm chắc mình vứt thêm 5 cân ra là còn 5 cân đâu, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi nhá. 3 hiệp tập chậm kiểm soát. Buổi tập đầu tiên hậu Covid đã xong. Buổi tập đầu tiên quay cho các bạn hậu Covid, và một buổi tập rất là thành công khi tất cả các mức tạ hôm nay tuy nhẹ hơn nhưng nó đều đem lại cho mình một sự tự tin hơn rất là nhiều. Khi mình cứ nghĩ là cơ thể của mình nó phải quá là yếu đến mức mà những mức tạ khoảng tầm đấy đến 140 mình sẽ khá là khó khăn để có thể đạt được. Tuy rằng đúng là ở những cái bài tập mà nhiều reps hơn, những bài tập liên quan đến kiểu sức bền như mình nói với các bạn có hơi hụt hơi một chút, nhưng không có sao hết. Đây là một cái thời gọi là khởi điểm rất là tốt của mình, và mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể thấy được là một cái buổi tập của mình so với cái buổi tập hardcore hôm trước, mình đã có một cái buổi tập mà cho các bạn thấy là hình như là cái tiêu đề nó là X10 sức mạnh á. Đấy, thì cái buổi tập đấy mình tập rất là hardcore, tất cả bài tập đều tập rất là nặng. Tuy đấy là buổi voiceover và các bạn không thấy được cái nhiều góc quay hay cả góc quay đẹp như hôm nay, nhưng như hôm nay các bạn có thể thấy được là mình có một cái buổi tập nó như thế nào. Và để các bạn có thể cái gọi là expectation, cái mong đợi cái buổi tập đầu tiên khi các bạn quay trở lại, đặc biệt là những cái buổi ngày hôm nay. Và mình rất muốn nhấn mạnh đến là hãy cứ cho cơ thể đủ thời gian để nghỉ nhá và phục hồi, thì các bạn sẽ có cái niềm tin hơn. Cái niềm tin dẫn đến cái sự tự tin và cái tình yêu dành cho các bạn đến với những buổi tập. Chứ mình không muốn là các bạn phải sợ sệt khi các bạn đến một cái buổi tập mà các bạn nghĩ là ôi chết rồi, với mức tạ đó nó sẽ làm mình kiểu chết thế này và mình cứ bị trải qua cái cảm giác thất bại. Không, mình muốn các bạn xây lại cái sự tự tin đấy và cái tình yêu dần dần. Chúng ta đi đường dài mà nhá, mình các bạn cứ nghe lời mình và mình cam đoan rằng cái sức mạnh của bạn sẽ trở lại rất là nhanh, 1-2 tuần, 2-3 tuần đó. Và chúng ta đi đường dài mà, đúng không? Nên đây là một buổi tập rất là tuyệt vời với Hùng sau được 2 tuần chia tay Hùng đấy. Nên là sang tuần tới thì vẫn theo flow, bây giờ mình đang cố gắng ra nhiều video hơn cho các bạn. Nên nếu các bạn cảm thấy rằng các bạn có bất kỳ khó khăn nào liên quan đến tập luyện, mình muốn mình làm video chia sẻ thì hãy comment ở bên dưới cho mình nha. Còn hiện tại mình sẽ kết thúc video ở đây và mình sẽ gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.